Hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip gửi xe cho mọi anh em ở xa, rất là xa ha. Anh em đó ở Hà Nội luôn, rất là xa. Và bây giờ mình sẽ làm clip gửi xe như thế nào cho anh em xem. Đây chính là em đó. Thì mình nói luôn cho anh em ha, mình ship xe ở ra xa là trừ khi là những anh em quá nhiệt tình và anh em cọc hết tiền xe cho mình, với lại hỗ trợ mình cái khoản phí ship thì mình mới ship xa ha. Xe này ship đi Hà Nam. Hà Nam là ở đâu biết không Mập? Không biết luôn. Hà Nam là ở đâu ngoài Bắc á, xa lắm. Thì chút nữa mình đi ship nè. Rồi trước khi ship thì mình cho cái bạn mà ở trên clip cũng của xem kênh của anh á, là cái anh đó là ảnh có một chiếc CBR250RR rồi, nhưng mà anh thích con này quá, anh thấy con này hợp với ảnh quá, anh muốn mua. Thì trước khi là mình test hết nè, nó xi nhan, xi nhan nè, đó là test là ok hết. Xe là không có chạy gì hết. Chỉ sợ là gửi tàu á, người ta có làm chạy xe mình không ta? Đó, hiện tại xe không có chạy gì hết đó anh em. Rất là đẹp. Hình như đóng thùng nữa đúng không? Đó, rất là đẹp ha. Xe rất là đã. Bộ đồ đầy đủ luôn. Rồi, mọi thứ đều ok. Mình có gửi nhớt, gửi nước mát đồ cho ảnh luôn á. Rồi, vậy thôi, bây giờ tiến hành đi, bắt đầu chuyến đi gửi xe. Đó anh em, quá trình gửi đồ xa rất là cực, cho nên mình rất là hạn chế đi gửi xa, trừ khi những anh em rất là nhiệt tình mới gửi thôi. Phải đóng gói từng cái mà chưa chắc. Làm mình đóng gói như vậy thì người vận chuyển á, nó còn nguyên vẹn, anh em hiểu không? Khi mình đóng gói là mọi thứ là đều rất kỹ, nhưng mà khi người ta vận chuyển, người ta không có giữ đồ cho mình, cho nên rất là ngại gửi xa cho anh em. Những anh em tới xem trực tiếp thì càng khuyến khích thôi. Cái này gửi ra Bắc rồi, rất là xa đó. Đồ Vinh của R15V3 đó, nó là cực luôn anh em. Rồi giờ phải đi gửi nữa. Thôi em làm hết, em chỉ đưa 2 triệu rồi được rồi. 2 triệu rồi. Dạ, tao đóng thùng nha, đóng thùng cho mình luôn, kiểu dạng như xe thùng á. Tao bọc lại hết, đóng thùng lại giống như kiểu xe thùng á. Ok không? Là trước khi gửi là phải hút xăng ra nha. Hút xăng ra rồi xong đóng thùng lại. Bọc mấy lớp xong rồi đóng thùng lại. Lại gửi xa lắm. Ở Phủ Lý là gần tới Hà Nội. Nó tận cùng cuối hình chữ S rồi anh em. Là nó là từ Bắc vô Nam, từ Nam vô Bắc rồi đó, rất là xa. Rồi vận chuyển rất là lâu. 4 đến 5 ngày đúng không anh? 4 đến 5 ngày mới nhận xe. Và cái người mà đi vận chuyển với mình nó rất là mệt luôn. Mình chạy xe ra đây rất là lâu, rồi bây giờ phải vận chuyển rất là xa nữa đó, nên anh em thông cảm nha. Mình ít nhận vận chuyển xa là vậy đó. Đây đấy, có từ là nhóm chúng cái là nó văng lên. Dạ, văng khóa luôn, gửi chìa khóa luôn. Dạ, gửi chìa khóa luôn. Rồi. Xong. Vậy là xong rồi anh em. Chờ lấy giấy. Rồi, chờ lấy giấy tờ, anh đây là làm giấy tờ. Là anh em ở ngoài đó đông đen quá. Mình không có kiểu như là mình không có quay được nhiều á. Thì bây giờ mình về mình sẽ giải thích cho anh em ha. Thì phí ship từ đây ra Hà Nam Phủ Lý là 2 triệu đồng, là luôn phí thùng á là 2 triệu. Rồi. Thì cái son R15 á, người ta thấy nó bự á, người ta tính nó giống y chang như vít ngàn, như ngàn phân khối luôn, đóng thùng như ngàn phân khối luôn, mà đúng ra mà theo phân khối của nó thì chỉ có 1 triệu mốt 80 thôi trên cái bảng giá, nhưng mà con này nó bự thì người ta thu nhiêu đó đó thì phải chịu thôi. Thì người ta tính như vít ngàn luôn á. Thì bây giờ mình thì mấy cái quà tặng nhớt nè, thì mình
nhớt nước mát đồ thì mình gửi đó ra cho ảnh, rồi anh tới đó anh thay. Lọc nhớt nè, lọc nhớt của R15. Rồi cái bill này mình gửi ra cho ảnh luôn. Bill này gửi ra cho ảnh nè. Đó. Mình bỏ chung với lại giấy tờ cà vạt. Ra ngoài đó cho ảnh, anh có xe anh chạy. Rồi. Bỏ hết đống thùng vô. Thì đó, đó là một cái thủ tục gửi xe, nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó, nhưng mà điều nó cực á. Cái thay vì khách lên đây người ta mua luôn, người ta chạy xe về thì mình phải đi một bước mình gửi nữa. Thì nó rất là tốn thời gian. Rồi, thì bây giờ mình đóng thùng, mình gửi những cái đồ còn lại ra bến xe cho anh nhận. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Baker. Anh em mới còn mua nhớt dành cho R15 thì cứ inbox Minh, hoặc là nước mát dành cho những dòng 150, dòng mô tô đó, dòng xe nhỏ, xe tay ga, cái gì cũng có hết. Nói chung là cái gì cũng có hết nha anh em. Rồi, bye bye anh em. Giờ mình ăn này ngon rồi anh em. Đó, này là xoài. Xoài mà xoài nó giống xoài cát ha. Đó, chấm mắm ruốc nè. Đó, anh em thấy chưa? Ừ, ngon nhất nách. Mập ơi, ăn không mập? Chảy nước miếng không? Mới mặt chảy nước miếng. Ngon lắm. Ngon lắm nè. Giờ mắm ruốc đúng không? Giờ chấm muối tôm nè. Muối sản xuất cho chấm xoài à. Ngon. Mắm ruốc ngon hơn. Ngọc mắm ăn nào. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Mọi người ăn không?